Xin cảm ơn bác Nguyễn Phú Trọng. Vài ngày gần đây cả đất nước đón nhận một hung tin vô cùng chấn động. Đó là sự ra đi để đáng tiếc của bác Nguyễn Phú Trọng. Người dân cả nước đã vô cùng xúc động, trong đó có cháu là một mầm non sẽ tiếp bước cho tương lai. Bác đã cố gắng để nước Việt được vươn vai, cống hiến cả quãng đời dài. Trong bác như chẳng mệt nhoài, đôi vai như chẳng hề đau. Người dân nước Việt mọi ghi ơn bác mãi mãi về sau. Không có tiếng ca và cả tiếng hát, gác lại một công việc, đi đến nơi để mà viếng bác, viếng bác, viếng bác, một con người mộc mạc. Và bác giản dị, xe của bác cũng đâu phải xe sang. Bác biết là dân còn khổ, nên là bác không khỏi lo toan. Cháu hứa sẽ luôn nghe cô giảng và trở thành đứa trẻ chăm ngoan. Mong cống hiến được cho tổ quốc vài phần chứ không phải kim cương hồng xoan. Và cái ngày 14 tháng 4 1994, một tâm hồn yêu nước được sinh ra. Ngày bác còn nở nụ cười, trên cành có thật nhiều tiếng chim ca. Tình yêu bác cho tổ quốc và bác dâng hiến cả cuộc đời. Và cái ngày 19 tháng 7 2024, bác được nghỉ ngơi.